toàn thế giới đã diễn ra một sự kiện lịch sử ở Paris. Các bên dự hội nghị Paris về Việt Nam, trong đó có Mỹ, long trọng ký bản hiệp định về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam. Trưởng Ngoại giao Mỹ đặt bút ký sau 18 năm xâm lược Việt Nam, cam kết tôn trọng độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của nước Việt Nam, cam kết không dính líu quân sự hoặc can thiệp vào công việc nội bộ của miền Nam Việt Nam, cam kết tôn trọng quyền tự quyết của nhân dân miền Nam Việt Nam. Đây là những điều cơ bản mà 19 năm trước đây ở Hội nghị Geneva, Mỹ hoàn toàn phủ nhận. Lần đầu tiên sau 115 năm đấu tranh cứu nước của nhân dân ta, trên toàn cõi đất nước ta không còn bóng một đội quân xâm lược. Thắng lợi này là thắng lợi vĩ đại nhất, huy hoàng nhất trong lịch sử dân tộc ta. Thế giới hân hoan chào mừng thắng lợi làm nức lòng người của nhân dân ta. Đây cũng là thắng lợi chung của nhân dân ba nước Đông Dương, thắng lợi có ý nghĩa thời đại của các lực lượng độc lập dân tộc, hòa bình, dân chủ, tiến bộ xã hội trên toàn thế giới, thắng lợi có ý nghĩa lịch sử của các dân tộc đang vươn lên làm chủ vận mệnh của mình. Bất diệt thuộc về đảng ta, người đại biểu tập trung truyền thống anh hùng của dân tộc, người lãnh đạo và tổ chức nhân dân ta tiến lên đài cao của chiến thắng và của lịch sử. Công lao trời biển thuộc về người sáng lập đảng ta và nền độc lập tự chủ của nước nhà, Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại. Công lao to lớn thuộc về anh hùng liệt sĩ, đồng bào đồng chí hai miền Nam Bắc nước ta đã cống hiến tất cả cho độc lập tự do của Tổ quốc. Chủ tịch Tôn Đức Thắng, Chủ tịch Trường Chinh và các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước đón mừng thắm thiết đồng chí Lê Đức Thọ và đồng chí Nguyễn Duy Trinh từ Hội nghị Paris thắng lợi trở về. Hoa này dành cho những người chiến thắng, hoa này cài lên ngực mỗi công dân Hà Nội anh hùng. Hơn 100 năm nay, chúng ta mới có một mùa xuân hạnh phúc và huy hoàng như thế này. Chiến thắng, sông Hồng reo, chiến thắng, Trường Sơn reo, chiến thắng, Cửu Long reo, chiến thắng. Chùm hoa chiến thắng nở tung trên bầu trời Hà Nội cao lồng lộng, sạch bóng quân thù. Chào mừng 12 ngày đêm tháng chạp đã đi vào lịch sử như một bản anh hùng ca bất hủ. Chùm hoa chiến thắng bay cao, tỏa ra bốn phương chân lý rạng rỡ của thời đại. Một dân tộc dù nhỏ bé khi đã đoàn kết đứng lên kiên quyết chiến đấu và có đường lối lãnh đạo đúng thì có thể đánh thắng bất kỳ đế quốc nào,
dù đó là tên đế quốc mạnh nhất.